Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video trên kênh YouTube của mình. Thì có lẽ là rất là lâu rồi thì mình mới quay trở lại trên rẫy để quay clip cho mọi người coi. Tại vì thật ra thì sở dĩ mà mình ít có quay clip ở trên rẫy là thứ nhất là hiện tại mình cũng không có còn nuôi cái con gì ở trên rẫy nữa mọi người ạ. Tại vì thời gian lên rẫy của mình nó sẽ không có hàng ngày như là hồi trước nữa. Đấy, như hồi trước là ngày nào mình đi rẫy cho nên là hay nuôi con này con kia trên đây, cho nên mình hay quay clip cho mọi người. Còn hiện tại ấy là chim cò gì từ cái hồi Covid ấy mình đã mang về nhà hết rồi, cho nên là trên rẫy thường thì khoảng 2 ngày thì mình mới lên một lần, cho nên là thời gian mình không có nuôi con gì trên đây, cho nên là tranh thủ thời gian lên đây mình chỉ có làm thôi chứ ít có quay clip lắm. Đấy thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại cho mọi người. Thì sầu riêng tới này đã đến mùa thu hoạch và mình muốn quay một số những cái cây trái cho mọi người tham khảo, cũng như là nếu như mà mọi người có nhu cầu ăn trái sầu riêng mà tại vườn nhà mình thì cũng có thể liên hệ để mình cũng gửi xe khách cho mọi người nha, hoặc là gửi shipper nữa. Hiện tại thì mình đã liên hệ với shipper để gửi cho mọi người rồi. Đấy thì ở sau là bố mình đang là kéo dây để đang là tưới phân cho sầu riêng. Thì ngay bây giờ mình sẽ quay cho mọi người tham khảo một số những cái cây trái sầu riêng ở trên cây nhà mình đang chuẩn bị cho thu hoạch nha. Rồi, sầu riêng thì bữa nay trái nó cũng nằm mức tầm khoảng từ 2 đến 3 kg mọi người. 2-3 kg trên một trái. Có trái to trái nhỏ nữa nè. Cùng trên một cây mà có những cái trái nó còn nó bị đèo á, nó bé xíu á. Còn những cái trái này nó bự này. Đấy thì những cái trái này là sắp được thu hoạch rồi mọi người. Cùng với đó là nhiều trái, nhiều cây có bói ấy, thì trái nó lại không có được tròn cho lắm. Những cái cây mà nó cho thu hoạch nhiều rồi thì trái nó sẽ tròn hơn. Đấy. Nắng, thời tiết năm nay nó nắng gắt lắm mọi người. Đấy, những cái trái sầu riêng này. Đó. Trái sầu riêng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống đây để quay tiếp tục cho mọi người coi vườn sầu riêng nhà mình nha. Đấy, vườn thì vừa tưới xong cho nên nước nó cũng ướt đấy. Đó. Đấy, như cây này trái lớn sắp được thu hết rồi đó mọi người. Đó. Thì cái vườn sầu riêng nhà mình là có hai giống luôn nha mọi người. Vừa ri 6 vừa thái luôn. Cho nên là mình quay sơ cho qua cho mọi người. Cái diện tích vườn này là khoảng 8 sào mấy á. Đó. Mình sẽ quay qua cho mọi người coi, rồi sau đó thì mình sẽ hái một vài trái, mình đi gõ một vài trái cho mọi người. Đấy, nếu mà mọi người có nhu cầu mua trái sầu riêng tận vườn, đấy, chính gốc của nhà mình thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo dưới màn hình đấy, thì mình sẽ gửi theo đường shipper hoặc là xe khách. Nếu như mà ở gần thì mình gửi chẳng hạn như ở Sài Gòn đi, đó mình sẽ gửi xe khách cho mọi người. Còn như ở những tỉnh khác ấy, thì mình sẽ gửi shipper. Đó, shipper thì ở bên Viettel, shipper Viettel họ cũng nhận giao cái này tận nhà nha mọi người. Đấy, sầu riêng thì mình sẽ không có đợi nó chín rụng mình mới giao đâu, mà sầu riêng thì mình sẽ cắt khi mà nó già, mình gõ nó kêu cộp cộp á, nó già rồi bắt đầu mình cắt, mình gửi cho mọi người đến là chín là vừa. Tại vì những cái trái cây này á, những cái hàng trái cây khi mà gửi shipper á, mình không có đợi nó chín rụng được mọi người. Chín rụng thì gửi đến tay mọi người hết 2-3 ngày thì lúc đấy nó thối ra mất. Cho nên là mọi người cứ yên chí đi, mình ở đây mình cắt già mình mới cắt chứ không có cắt non đâu. Tại sầu riêng vườn nhà mà, đâu phải của người ta đâu mà lo. Đó, trái nó bằn hết rồi. Đấy, sầu ri cũng có mà sầu thái cũng có nha. Đó. Đấy, bữa nay là đang trong giai đoạn là cột trái với lại chuẩn bị thu hoạch. Đó, những cái trái này da nó bắt đầu nó xanh rồi, sắp tới ngày thu hoạch rồi mọi người. Đấy thì tùy vào cái nhu cầu của mọi người mà có thể đặt những cái số ký phù hợp với lại cái tài chính của mình. Chẳng hạn như mình mua 5 ký hay là mình mua 10 ký hay là 20 ký về biếu gia đình gì đấy. Đấy, sầu riêng chỗ mình thì sẽ bao cho mọi người là nếu mà nó bị non ấy, thì mình sẽ hoàn lại tiền.
Đó, mình bán ở đây là vậy, bao trái chín già cho mọi người, nghĩa là ăn vô nó ngọt. Còn như mà bổ trái sầu riêng ra mà nó trắng nhã hay là nó không ngọt á, gọi báo cho mình trả lại tiền cho. Đó. Tại vì sầu riêng nhà mà phải già rồi mới cắt chứ. Không lẽ mình đi cắt mấy trái non mình đi lừa cái người xem của mình đúng không? Cho nên là cứ yên chí, mua thì nếu mà gửi xe khách ấy thì chuyển khoản trước, còn nếu mà gửi shipper ấy thì chừng nào nhận hàng nó mới trả tiền. Mọi người chỉ cần cọc cho mình cái tiền ship thôi. Chẳng hạn như tiền ship của một thùng sầu riêng thường là 80 90 á, thì mọi người cọc cho mình 100.000. Đấy, để mà nếu mà có bị bom hàng thì gửi về nó đỡ cái tiền ship. Rồi ok, thì mình vừa đã quay sơ cho mọi người những cái loại sầu Thái rồi đúng không? Tiếp theo là hàng ri sáu nữa. Ở trên rẫy mình cũng có ri sáu, nó sắp chín luôn rồi đây mọi người. Già rồi, một hồi nữa mình sẽ đi gõ cho mọi người coi ha. Đấy, mình đi gõ thực tế ngoài vườn luôn. Đó. Và cũng sẵn đây thì cũng báo giá trước luôn cho mọi người là cái sầu ri sáu ấy, hiện tại mình đang bán là 100 ngàn một ký, và sầu riêng Thái ấy, là 120 một ký. Đấy, thì nếu như mọi người chưa rành ấy, thì mình để giải thích sơ qua cho là sầu riêng Thái ấy, thì cái hột nó lép. Đấy, sầu riêng Thái hột lép nha, còn sầu riêng ri á là hột nó sẽ tầm bằng bằng ngón tay cái nè. Đó. Và thì có người thích cái ri hơn, có người thích Thái hơn. Ri thì nó sẽ khô hơn tí rồi nó có hột. Đó, còn Thái thì nó sẽ nó vừa chín tới thì nó cũng khô thôi chứ nó không có đến nỗi nhão đâu, và cái hột nó lép thì mình ăn được nhiều thịt hơn. Đó, cho nên là giá nó cao hơn. Đấy, thì tùy vào cái nhu cầu của mọi người mà có thể đặt sầu ri hay là sầu Thái. Đấy, cứ ri thì 100, còn Thái thì 120. Đấy, rồi mình gửi lên cho mọi người. Còn về cái tiền cước vận chuyển ấy thì mình sẽ lấy mọi người cứ mua từ 10 kg thì mình sẽ lấy giá cước vận chuyển là 50.000, còn thừa ra bao nhiêu mình chịu hết. Đấy, chẳng hạn một cái thùng đó gửi đi là hết 100.000 đúng không? Thì mọi người chỉ có trả 50.000 thôi. Đó, mình cứ 10 kg đổ lên là 50.000 tất cả hết. Còn đâu bao nhiêu thì thừa ra bao nhiêu mình chịu hết. Đấy, chẳng hạn 100.000 mà thừa ra 50 mình chịu luôn. Đó. Thì đấy là về cái cách mà mình báo giá cũng như giá cước vận chuyển cũng như là giá sầu riêng cho mọi người. Thì ngay sau đây thì mình sẽ đi gõ một vài trái sầu riêng già ở trên vườn nhà mình nha. Đó đây này. Bữa này nó già tuổi lắm rồi mọi người. Đó, cứ mọi người cứ đặt thì mình lên rẫy rồi mình cắt về mình gửi cho mọi người thôi. Còn ngoài ra là cái mùa này sầu riêng cho mình có làm sầu riêng, dành nhiều thời gian làm sầu riêng hơn một chút, thì những anh chú nào mà hay mua chim ấy, mà có nhu cầu về chim thì cũng cứ liên hệ vô số điện thoại trên màn hình thì mình vẫn bán chim như bình thường chứ không phải là không. Đó, thì tuy nhiên là những ngày này thì sầu riêng nó bắt đầu nó chín rồi thì mình phải chuyển qua mình làm sầu riêng hơn một chút thôi. Đấy, còn chim thì vẫn làm bình thường. Mọi người có nhu cầu mà mua sầu riêng tại vườn đấy, để tặng, để biếu hay là để thưởng thức. Tại vì mình biết rất là nhiều chỗ mua sầu riêng nhưng mà thật ra là ăn cái trái sầu riêng nó lạt thách à, nó không ngon, tại vì nó chưa đủ độ già. Còn như ở đây tại vườn thì mình sẽ đảm bảo cho mọi người là chỉ cắt những quả già mình bán mà thôi, chứ không không cắt quả non, không bán quả non. Nếu mà nhận về trái non thì báo cho mình trả lại tiền luôn. Đấy là để cho mọi người yên tâm. Đấy, còn về giá cước thì cứ đồng giá 50.000 trên một chuyến. Đấy, còn thừa thiếu bao nhiêu mình bù hết cho. Ha. Rồi ok, ngay bây giờ mình sẽ đi cắt thu hoạch một ít trái sầu riêng cho mọi người coi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gõ thử cái những cái trái ở trên cây này nha. Một cây sầu riêng ri nè. Đây, có những cái trái nó già thì mọi người có thể phân biệt là những cái trái già thì cái gai của nó sẽ, cái màu xanh của nó sẽ đậm đi, nó sẽ có những cái vết sần này. Đấy, nhìn cái gai nó không có bóng nữa thì đó là những cái trái già, khi mà gõ vào nó kêu này. Đó mọi người thấy không, cái trái già nó kêu như thế này nha. Đây đây trái già này, nghe nó kêu này. Đó.
Thì đây là những trái dè. Còn bây giờ mình sẽ chuyển qua mình gõ trái non cho mọi người coi nha. Cứ yên chí đi, chỉ có bán trái già thôi nha, không không bán trái non đâu. À, những cái trái mà nó còn chưa già thì cái già của nó sẽ màu xanh và cái độ sần của nó chưa tới này. Nhìn thôi là biết là nó chưa già rồi. Khi gõ vô thì đó, nó chưa có cái độ bột. À, nó kêu con con, nó vẫn còn con chứ nó chưa bột bột. Đó, con đó. Đấy, con. Đấy, con đó. Thì sầu riêng ở nhà mình đó, có thể mẫu mã nó không đẹp nhưng mà không bóng, nhưng mà cam kết mọi người là sầu già và ăn vô nó ngon, nó có cái độ ngọt của cái trái trái sầu già nha. Đấy, này chưa. À, đó. Cho nên là cứ yên chí, mình cắt xuống cái trái sầu riêng mình gửi cho mọi người là đã bao già, nghĩa là về mà ăn nó không ngọt hay là thịt nó còn trắng ấy, báo cho mình trả lại tiền luôn. Đấy, chẳng hạn như đây là cái trái sầu già này, khi mà cắt xuống này đó, đó thì mình sẽ bỏ vào cái giỏ này nè, tí nữa mình trở về đó, đó bỏ vô giỏ này, đây nữa nè. Đó, trái này già này. Cắt ra. Đó, trái già. Một trái như này thì nó tầm khoảng 2 kg mọi người. Già. Một trái nó sẽ tầm 2 kg trái nhỏ. Còn như trái lớn nó nằm tầm 3-4 kg. Thì mọi người cứ đặt đi, chẳng hạn như mình muốn biếu đúng không? Mình muốn biếu thì mình đặt tầm trái từ 3-4 kg cho nó đẹp. Thì cứ nói với mình là tôi cần đặt cái trái mà 3-4 kg. Còn nếu mà về ăn ấy, thì có thể đặt trái tầm chung chung 2 kg như này cũng được. Thì kêu là tôi cần đặt trái 2 kg. Thì cứ nói cái số trái bao nhiêu ký là mình sẽ cắt mình gửi cho mọi người thôi. Đó. Đó, vô. Đấy, mình cắt bỏ vô rồi tí mình mang về. Ê, trên này cao quá. Trên này cao quá, tí không cầm, vừa cầm máy quay vừa leo lên được. Để tí nữa mình cắt. Cái này cũng già rồi nè. Già rồi nè. Già rồi nè. Đó. À, trái này tầm hơn 1 kg. Đó. Ý. Tột tay. Đó. Thì cứ mấy cái trái này thì nó tầm hơn 1 kg. Về mọi người thì nó này nó già tự nhiên ấy, khỏi cần nhúng thuốc thoa thang gì hết á. Cứ để tầm khoảng 3-4 hôm là nó tự động nó chín á. Đấy, không cần nhúng thuốc luôn nha mọi người. Đấy, mấy trái này là bao già cho mọi người luôn. Đấy, còn nếu mà mọi người có nhu cầu ăn sầu thái thì cứ báo cho mình luôn, mình sẽ cắt sầu thái cho mọi người. Đấy, như cây này sầu thái nó già vậy nè. Đấy, như trái này già nè. Già mọi người. Đó, sầu thái này, đó, sầu thái. Cứ muốn ăn ri thì báo mình cắt ri, ăn thái thì báo mình cắt thái nha. Đây, đây nữa này. Lâu lắm rồi, tính ra cả năm nay không có lên rẫy quay clip cho mọi người coi. Nhưng mà những hoạt động ở trên rẫy thì vẫn diễn ra bình thường. Mình vẫn đi làm, vẫn cột trái rồi vẫn tưới nước, tưới phân. Đó, đang tưới nước này. Đó. Thì những cái hoạt động diễn ra trên rẫy thì vẫn cũng cứ diễn ra bình thường vậy thôi mọi người, chứ không không phải là mình không quay clip trên rẫy thì mình bỏ rẫy mình không làm gì đâu, vẫn làm chứ. Sao không làm được? Đó. Đây nữa nè, thái nè mọi người. Đó. Những cái cây này thì nó có tuổi đời lên đến khoảng 10 năm rồi nha mọi người. Những cây này này. Còn những cây mà nó nhỏ hơn ấy thì nó cũng tầm 8 năm. Nói chung là vườn này nó đã vào cái độ chín của nó rồi. Nó cây nó sẽ đa số là tầm từ 8 cho đến 10 năm. Đó, trái nó đến ngày thu hoạch hết rồi mọi người. Đó, cho nên là có nhu cầu thì cứ báo cho mình. Cứ báo cho mình cắt đó, mình bỏ vào giỏ đấy, mình gửi về cho. Đấy, mấy trái này cao quá, một tí mình hái thì mình sẽ bắt thang lên hái hay là leo lên hái thôi chứ ở dưới đất với không tới mọi người. Rồi đấy, thì sơ qua là như vậy nha mọi người.
Thì nếu mà mọi người có nhu cầu những ngày lễ Tết này, mọi người có nhu cầu mà mua về bán hay là mua về biếu hay là mua về ăn gì đó thì cứ báo cho mình. Ngay cả những người mà có nhu cầu mua về để bán lẻ lại thì cũng cứ báo cho mình. Thì có thể mình sẽ bán rẻ hơn một chút. Còn những người mà mua về biếu thì cũng cứ nhắc cho mình để mình sẽ lựa những cái trái nào nó đẹp, nó tròn hơn, ưu tiên hơn một tí gửi cho mọi người. Đấy thì tùy vào cái nhu cầu của mọi người mà cứ liên hệ với mình thôi. Đấy, bảo tôi cần chục ký về tôi ăn. Đấy, để báo cho mình. Đặc biệt là những người ở thành phố Hồ Chí Minh thì có gửi xe khách được ấy, cho nên là thường là chỉ gửi mất khoảng mấy tiếng thôi là lên tới rồi. Ở quanh quanh miền Nam thì thường mình có rất là nhiều chỗ gửi xe khách, cho nên là thường mình sẽ gửi tầm khoảng từ 4 cho đến 6 tiếng là tới rồi. Nghĩa là ngay trong ngày luôn á. Thì những cái trái sầu này á, mình cắt thật già mình mới cắt, cho nên là về không cần nhúng thuốc, không cần làm gì hết, để nguyên vậy thôi tầm 3 4 ngày gì đó nó chín ra rồi mình lấy mình ăn thôi, chứ khỏi cần thuốc thang gì hết nha mọi người. Rồi, ok ha, nếu mà mọi người có nhu cầu ấy sầu riêng thì cứ báo cho mình cắt cho ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.